Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan đã diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 tại sân Forsyth Barr, Dunedin, New Zealand, kết thúc vòng bảng World Cup 2023. Với cúp cách biệt về điểm số, cơ hội giành tấm vé đi tiếp ở giải đấu này đã khép lại với đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Điều này không nằm ngoài dự đoán từ trước khi giải đấu khởi tranh. Vòng bảng E đã thể hiện sự khốc liệt và cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là khi đội tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha và Hà Lan. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không mấy dễ dàng khi phải đối mặt với sức mạnh và kinh nghiệm của các đội bóng hàng đầu thế giới. Mặc dù đã có sự nỗ lực và chiến đấu quả cảm, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp khó khăn trong khả năng tấn công trong hai trận đấu gần đây. Hàng công của họ gặp nhiều khó khăn khi bị đối thủ chặn đứng hoàn toàn các tuyến đường tấn công. Thống kê cho thấy, trong hai trận đấu vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 57 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 5 cú trúng đích, cho thấy cơ hội ghi bàn của họ gần như bằng không. Trận đấu cuối bảng với đội tuyển nữ Hà Lan đã mang đến thách thức lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dù đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình và tạo ra những tình huống nguy danger cho đối thủ. Trận đấu cũng là dịp để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung rút ra kinh nghiệm, đánh giá thực lực của đội và tập trung vào những bước tiến sau này. Dù không thể tiến xa hơn tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng sự cố gắng và tinh thần chiến đấu. Họ đã thể hiện niềm tự hào cho người hâm mộ và đem lại hy vọng cho tương lai. Sự trưởng thành và kinh nghiệm từ giải đấu này sẽ là tài sản quý báu để phát triển và nâng cao thế hệ tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.